À, thay đổi thấy rất là nhiều, rõ rệt luôn á. Mẹ em cũng cảm nhận được, thấy nó mịn hơn, trắng sáng ra hơn. Cũng dùng rất là nhiều cái dòng sản phẩm cao cấp mà có ở Việt Nam. Thế và kể cả hàng xách tay cũng vậy. Thế nhưng mà giá trị thì không cải thiện được bao nhiêu. Tức là cái dòng sản phẩm này thì ở nước ngoài thì người ta biết nhiều hơn ở Việt Nam. Chị cảm nhận được rằng là cái hãng này nói chung là về cái sự săn sóc khách hàng rất là chuyên nghiệp. Từ cái khâu tư vấn cho khách hàng cho đến bán sản phẩm. Nói chung là rất là quy mô, chuyên nghiệp và săn sóc khách hàng rất là tốt. Chị cảm thấy rất là tin tưởng.